Khoảnh khắc chăm em cực đáng yêu của nhóc tỳ nhà sao Việt. Những khoảnh khắc vô cùng đáng quý của các gia đình sao, các con chăm sóc nhau rất tình cảm nhưng cũng không kém phần ngộ nghĩnh và đáng yêu. Lý Hải Minh Hà, vợ chồng Lý Hải Minh Hà có ba nhóc tỳ là Rio, Cherry và Sunny. Ngoài ra cặp đôi còn có thêm một thiên thần nhỏ tên Mio. Là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz, khi con cái sum vầy, Lý Hải Minh Hà thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con của mình lên trang cá nhân. Bé Cherry 3 tuổi hiếu động, nhanh nhẹn chạy tung tăng mỗi khi có dịp vui chơi, trong khi anh cả Rio lại tỏ vẻ chững chạc khi biết cách chăm sóc và vỗ về em của mình. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Rio cho thấy bản thân mình đã ra vẻ anh hai và có nghĩa vụ chăm sóc bảo vệ cho các em của mình. Tuấn Hưng, Hưng Baby. Vợ chồng Tuấn Hưng vừa đón con gái thứ hai chào đời vào đầu tháng 3 năm nay. Vậy là gia đình nam ca sĩ đã đủ nếp đủ tẻ. Giọng ca nắm lấy tay anh cho biết anh rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại cùng hai thiên thần nhỏ là Su Hào và Son. Mới đây Tuấn Hưng đăng tải hình ảnh vui vẻ cùng hai con. Anh chia sẻ rằng Su Hào rất thích được bế em gái Son. Những khoảnh khắc vui vẻ của bà xã Tuấn Hưng cùng hai con. Hải Băng và Thành Đạt. Sau khi công khai hình ảnh của con gái vào đầu tháng 5, Hải Băng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé lên trang cá nhân. Thay vì giấu kín như trước đó, cô đăng tải hình ảnh con gái đầu lòng được con trai của Thành Đạt và vợ cũ Diệp Bảo Ngọc yêu chiều ôm ấp. Anh trai Kít quấn quýt bên em gái Kem. Theo chia sẻ của Hải Băng, cậu bé xung phong trong em khi thấy nữ ca sĩ bận rộn. Ellie Trần, hai thiên thần nhỏ của nhà Ellie Trần rất được nhiều người yêu mến. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của hai con. Cách đây không lâu, Ellie Trần có đăng tải hình ảnh Candy mọc trà, đút đồ ăn cho em với trạng thái. Niềm vui nho nhỏ thứ nhất là Candy dù có đang bệnh hay buồn ngủ thế nào, dù đang đắp chăn cuộn tròn trên võng thiêu thiêu ngủ, chỉ cần nghe một tiếng oa oa của em là bật dậy như lò xo nói, em khóc rồi, đi kiếm em đi. Sau đó đâm đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng kiếm em ngay. Candy Mộc Trà đã ra dáng chị gái khi chăm sóc chu đáo cho em trai. Ân Hoàng Phúc và Kim Cương. Gia đình nhỏ của Ân Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương hiện tại đang rất hạnh phúc với hai cậu con trai kháu khỉnh là Hưng Phát và Quốc Minh. Cậu em trai Hưng Phát từ khi được lên chức anh trai cũng thay đổi, không hề ghen tị với em mà ngược lại rất thân thiết với nhau. Theo như lời của Ân Hoàng Phúc, Hưng Phát là cậu bé thân thiện rất quan tâm đến em trai nhỏ của mình. Thùy Lâm đăng quang trong cuộc thi sắc đẹp lớn của Việt Nam, nhưng kể từ khi kết hôn, Hoa hậu Thùy Lâm chủ yếu tập trung thời gian chăm sóc chồng con. Con trai đầu của Thùy Lâm bé Su đã khá lớn và rất hay giúp mẹ chăm sóc em gái. Bé Su vui vẻ thay mẹ bế em gái. Hai nhóc tỳ nhà Thùy Lâm xem ra rất thân thiết với nhau. Thùy Lâm hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh này lên trang cá nhân. Chặng đường tình yêu đầy sóng gió và ngọt ngào của Trường Giang và Nhã Phương. Trải qua 2 năm gắn bó, người hâm mộ của Trường Giang và Nhã Phương đều mong muốn cả hai có thể tổ chức một lễ cưới sớm nhất. Bên nhau được 2 năm, nhưng Trường Giang và Nhã Phương đã gặp không ít sóng gió, từ việc ngoại hình chênh lệch đến việc Trường Giang vướng scandal ngoại tình. Tuy nhiên sau khó khăn, cả hai vẫn rất ít khi lên tiếng về chuyện tình cảm của mình, thay vào đó là chứng minh bằng hành động rằng đang rất hạnh phúc và không hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Năm 2015, gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi quay phim điện ảnh 49 ngày. Trường Giang đưa đón Nhã Phương, luôn nắm tay tại nhiều sự kiện. Thời điểm phim ra mắt, cặp đôi bị nghi dùng chuyện tình cảm để PR tên tuổi. Ngày 26 tháng 8, trong một buổi ra mắt phim, Trường Giang đã nắm chặt tay Nhã Phương từ đầu đến cuối như một lời khẳng định chủ quyền. Ngày 28 tháng 8 2015, sau khi công khai bị bắt gặp tình tứ trong quán ăn. Cuối năm 2015, Trường Giang với Nhã Phương luôn dính với nhau như Sam. Họp báo ra mắt show Tràng Hề Xứ Quảng, tham gia show diễn của Trường Giang. Tháng 1 2016, tình tứ tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 21. Tháng 2 2016, Trường Giang bị Quế Vân tố bắt cá hai tay vào ngày 14 tháng 2 2016 và bị khui ảnh quá khứ nghi ngờ có con với người yêu cũ. Phản ứng của Trường Giang và Nhã Phương. Trường Giang dẫn Nhã Phương về quê. Nhã Phương thân thiết chụp hình với Trường Giang. Bố Trường Giang khẳng định Nhã Phương mới là bạn gái chính thức của con trai, con tôi hoàn toàn chưa lập gia đình thì lấy đâu ra con nhỏ.
Sau khi scandal nhạt dần, Nhã Phương đã chia sẻ rằng Quế Vân không phải là người có lỗi, lỗi là do tình yêu mà thôi. Trong năm này, Trường Giang và Nhã Phương thường xuyên về quê thăm gia đình nhau. Trường Giang về quê Nhã Phương. 2017, vào tháng 3, Nhã Phương có những cử chỉ thân thiết bên ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và sau đó bị nghi cãi nhau với Trường Giang rồi xách vali bỏ đi. Tháng 4, 2017, Trường Giang mua nhà mới 15 tỷ, tổ chức sinh nhật và được cho là chuẩn bị cưới Nhã Phương. 6 tháng 5, 2017, Trường Giang đưa Nhã Phương về thăm quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam. 25 tháng 5, 2017, tung mạnh cưới nhưng sự thật chỉ là quay phim. Tháng 7, 2017, rộ lên nghi vấn cả hai chia tay. Những status nhạy cảm của Nhã Phương xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng sự thật vẫn thân thiết ở Côn Đảo. Sau đó lại bị phát hiện hủy kết bạn trên Facebook, nhưng sự thật là chưa từng kết bạn. Ngày 1 tháng 8, 2017, tại buổi ra mắt game show Thiên Đường Ẩm Thực, Trường Giang phủ nhận tin đồn chia tay. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, quan hệ tình cảm đã công khai rõ ràng và chẳng cần mang chuyện riêng ra để quảng bá cho bản thân. Mỗi khi trời lạnh nắm tay tôi, Nhã Phương thấy ấm áp. Những lúc đó chúng tôi thường mặc kệ mọi thứ xung quanh, do đó sẽ không có chuyện buông tay cô ấy. Ngoài ra, 2 năm yêu nhau, dù Trường Giang không tặng quà nhiều cho Nhã Phương, nhưng lại tặng những món quà có giá trị kinh khủng. Bó hoa hồng lớn lúc Nhã Phương quay phim Tuổi Thanh Xuân 2 ở Đà Nẵng vào tháng 7 2016. Xế hộp trị giá 1,6 tỷ đồng vào tháng 5 2017. Sau việc bị fan làm phiền trong những tình huống oái oăm nhất, bị fan bao vây, chặn đường, thậm chí rượt đuổi chỉ vì muốn chụp ảnh ở những hoàn cảnh tế nhị, khiến các nghệ sĩ phải bó tay. Isaac, tối ngày 2 tháng 9, nam ca sĩ Isaac có show diễn tại thành phố biển Vũng Tàu, thay vì nghỉ lễ quốc khánh như nhiều ca sĩ trong làng giải trí. Sau khi hoàn thành xong phần trình diễn, Isaac đã vào nhà vệ sinh công cộng và bị fan bám theo. Tất cả chờ sẵn bên ngoài với chiếc điện thoại được mở sẵn ứng dụng chụp ảnh. Nam ca sĩ vừa bước ra đã bị chụp hình liên tục, khiến anh vô cùng bất ngờ. Isaac đã có một buổi biểu diễn tuyệt vời cùng với khán giả tại thành phố biển Vũng Tàu. Tuy nhiên, sau đó bức ảnh được chụp lại lúc Isaac vừa bước ra từ nhà vệ sinh công cộng và bị fan bao vây chụp hình đã được chia sẻ một cách chóng mặt. Hình ảnh này sau khi được lan truyền rộng rãi đã vấp phải nhiều tranh luận từ cư dân mạng. Đa số họ đều ném đá những bạn trẻ xuất hiện trong những tấm ảnh. Họ bị chỉ trích là vô duyên, thiếu văn hóa với hành động này. Hoài Linh, trong lễ tang duy nhân cách đây hơn một năm, rất nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng đã có mặt, gửi lời chia buồn đến người thân, gia đình chàng trai này, trong đó có danh hài Hoài Linh. Có rất nhiều người chỉ vì hiếu kỳ và mong muốn sờ tận tay, nhìn tận mặt nghệ sĩ Hoài Linh, nên đã chen lấn vỗ tay, reo hò, chụp hình anh. Thay vì giữ trật tự nơi chốn tôn nghiêm, thì đám đông lại đứng lên vỗ tay hoan hô, chụp ảnh Hoài Linh và liên tục cười khi được nhìn thấy danh hài nổi tiếng. Hoài Linh đã trên dưới 3 lần ra hiệu cho đám đông im lặng, nhưng số lượng người quá đông vẫn tiếp tục reo hò. Nhiều người tỏ ra háo hức khi được nhìn thấy nam danh hài, họ chen chân và hô to xin chụp ảnh cùng danh hài. Trấn Thành cũng từng rơi vào trường hợp dở khóc dở cười khi đến viếng đám tang của nghệ sĩ Minh Thuận. Một đám đông hiếu kỳ đội mưa, đứng hàng giờ đồng hồ để chụp hình anh và thậm chí còn rượt đuổi Trấn Thành ra đến chỗ để xe, chỉ để ngắm tận mặt của nghệ sĩ. Hành động đó khiến cho không gian tổ chức tang lễ trở nên ồn ào và náo loạn. Dù đã lặng lẽ vào và nói rằng chỉ đến viếng đám tang, nhưng đám đông vẫn không tha cho Trấn Thành. Bảo vệ phải tiến vào để giải tán đám đông, giúp nam diễn viên hài. Thanh Thảo, ca sĩ Thanh Thảo từng chia sẻ sau khi viếng đám tang của ca sĩ trẻ Quang Bi Tuấn Anh rằng trong không khí tang thương mà nhiều fan cứ reo hò gọi tên cô, còn níu lại xin chữ ký. Rơi vào tình cảnh như vậy, Thanh Thảo chỉ có thể bước đi thật nhanh vào phía trong, khấn vái chia buồn cùng gia chủ rồi tìm cách về. Ca sĩ Thanh Thảo giải bày, cười chào mọi người khi bị níu kéo gọi tên thì không được lịch sự lắm, mà cười thì lỡ may lọt vào ống kính máy ảnh của ai đó thì thành quá vô duyên. Hồ Ngọc Hà, cũng trong đám tang Minh Thuận, một số người đã lợi dụng lúc tang gia bối rối để lọt vào xin chụp ảnh với Hà Hồ. Nữ ca sĩ đã từ chối thẳng thừng trước hành động thiếu tế nhị này.
một người đàn ông xuất hiện từ 5 giờ chiều cho đến tận tối khuya, lẻn vào bên trong khu vực tiếp khách đến viếng của gia đình để xin chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà và nhiều nghệ sĩ khác. Hà Hồ từ chối trước hành động vô duyên của người đàn ông này. Phan Đinh Tùng, ca sĩ Phan Thanh Tùng cũng không tránh khỏi bị làm phiền ngay trong hoàn cảnh tế nhị. Một fan hâm mộ đã đến và xin chụp ảnh với anh tại đám tang khiến nam ca sĩ bối rối và từ chối ngay. Cũng là người đàn ông áo hồng ấy, nhưng bây giờ Phan Đinh Tùng chính là mục tiêu trong tầm ngắm của người này. Anh đã từ chối khéo việc xin chụp ảnh cùng người đàn ông áo hồng,